Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app. Tại tiệm McDonald's có tham gia. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Đô Sài Gòn TV trên băng tầng 56.10, 16.11 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày 4 tây tháng 3 năm 2023. một lần nữa thì Như Hiền và Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Hiền. Công nhận hôm nay rất là đẹp. Cảm ơn Lê đẹp Thái, quá. chào Lê Thái rất, dạ rất là nhiều Lê Thái có một cái lời khen hôm nay làm rất là vui và rất là mát dạ Không Lê phải là thỏa mai quen. nhưng mà thật sự là đẹp thiệt Nếu em khen nữa thì nhiều khi khán giả nói là hai chị khen <laughs> nhau hoài Mà thật sự cái áo này ngày hôm nay màu hồng nêu rất là đẹp dạ Cảm, ơn. Dạ Cảm ơn Lê Thái Hợp với dáng chị lắm luôn á <laughs> Chỗ Lê Thái khéo quá thưa quý vị Cảm ơn Lê Thái và Nhi Huyền Kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay Wow, ngày hôm nay là đầu tháng 3 rồi Và âm thưa quý vị, tới ngày 4 tháng 3 rồi Tức là đầu tháng 3, tháng 2 đã qua đây rồi Và sắp tới mùa xuân, tháng 3 khi mình nghĩ tới mùa xuân Nhưng mà ở Cali vẫn còn lạnh và tuyết rất là nhiều Mà theo như nghĩ tại bên Canada, Illinois Thì bên đó cũng tuần vừa rồi là bão tuyết rất là nhiều dạ không? quý vị Và hy vọng quý vị bên đó giữ ấm và giữ gìn sức khỏe cho để mà đón mùa hè và mùa xuân sắp tới. Dạ vâng, mùa xuân và mùa hè sắp tới. Mùa xuân và mùa M mình đảo hè. Đảo lại đi cho đúng xuân hạ thu đông đúng không? <laughs> dạ vâng, thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua thì em có nhớ không làm hình như là ngày thứ tư thì buổi trưa với lại buổi chiều thưa quý vị thì nó có một chút xíu mưa đá nó rớt xuống ở khu vực Orange County, em không biết là mấy khu vực khác như thế nào. Nhưng mà ở khu vực ở miền miền Nam Cali thì có thời tiết dạo này rất là thay đổi, gió nhiều trời rất là lạnh và riêng ở khu vực mà san Bernardino thì như quý vị cũng đã biết chưa bao giờ mà có cái tình trạng mà bão tuyết như thế này yeah. mà hiện nay thì san Bernardino là ở trên gần cái khu vực mà riverside á, uh -huh. thì lại bão tuyết vô cùng nhiều thưa quý vị đây là một cái hiện tượng vô cùng lạ mà à, thiết nghĩ rằng là khí hậu chúng ta không thể nào biết trước được không yeah. thể nào đoán trước được uh -huh. và quý vị cũng nên giữ gìn cơ thể chúng ta thật là ấm này nọ trong những cái mùa này để mà có thể có một cái sức khỏe thật tốt để đón một cái mùa xuân ở tại cali ha uh -huh. à, trong cái chương trình cà phê sáng cuối tuần thì nhiều và thái vẫn tiếp tục gần đến quý vị những thông tin vô cùng ý nghĩa và cần thiết à, ngày hôm nay thì rất là nhiều thông tin hay mà lê thắm gửi đến quý vị thông tin đầu tiên đó là thông tin về cái loại mũi sốt xuất sốt, sốt huyết thưa quý vị à, như quý vị cũng như là chị như huyền cũng biết là mũi là một trong những cái con côn trùng nó gây hại từ xưa giờ và em nghĩ rằng là chắc chẳng có ai mà thích con mũi đâu, không có một người nào thích con mũi cả. Tại vì mi nhắc đến con mũi là toàn là nó mang mầm bệnh rồi nó hại chúng ta mà thôi. À, vừa qua thì hàng chục triệu con mũi vằn đang được nuôi trong các hộp nhựa tại một cái cơ quan môi trường quốc gia, viết tắt là NEA ở Singapore để mà đối phó với bệnh xuất xuất huyết dù các biện pháp kiểm soát vật gây hại tương tự được sử dụng ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới hơn một thập kỷ vừa qua nhưng mà nhóm nghiên cứu này ở NEA vẫn nổi bật nhờ sử dụng được tự động hóa và cái trí tuệ nhân tạo AI thưa quý vị để mà sản xuất mũi uh, quy mô lớn và theo tạp chí Interesting Engineering hôm ngày 26 tháng 12 vừa qua đưa tin thì tất cả các con mũi ở NEA là mũi vằn hay còn tên khoa học là Aedes aegypti, đây là một cái loại mũi mà nó luôn lúc nào cũng truyền cái virus của bệnh sốt xuất huyết cho con người. Và mỗi năm có đến 4, 400 triệu người bị nhiễm sốt xuất huyết và khoảng là 40.000 ca tử vong uh, do bệnh sốt xuất huyết nặng. Và theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, là những con mũi mà nuôi nhốt ở NEA thưa quý vị, nó không bị nhiễm bệnh và nó tiếp xúc với một cái vi khuẩn đặc biệt mang tên là Wolbachia và nó sẽ truyền cái vi khuẩn này sang những cái thế hệ tiếp theo giúp cho ngăn chặn lây nhiễm virus sốt xuất huyết à, như chúng ta cũng đã biết thì mũi vằn là một trong những cái cơ thể của con mũi đó. nó truyền cái virus của sốt xuất huyết sang người khi mà nó nhiễm à, cái vi khuẩn màu Wolbachia này và khi mà có con mũi đực nó giao phối với con mũi cái không nhiễm Wolbachia ở địa phương thì con mũi cái nó sẽ đẻ ra những cái quả trứng không nở và theo cái thời gian thì số lượng mũi này nó sẽ giảm xuống theo thời gian. Nhóm nghiên cứu ở NEA này cũng đã thả mũi đực mang cái vi khuẩn ký sinh là Wolbachia từ năm 2016 cho đến năm 2019 vừa qua. Họ thả tới 2 triệu con mỗi tuần. Và nhờ tự động hóa, con số này đã tăng lên đến 5 triệu con một tuần vào năm 2022. Ở các khu vực mà cái cơ sở này người ta can thiệp, phương pháp này nó khiến cho số lượng mũi vằn trong tự nhiên nó giảm mạnh, kéo theo những cái cái bệnh mà sốt xuất huyết nó cũng giảm theo. Tuy nhiên thì vì một số lý do nào đó thì chúng ta không biết những con mũi con có thể sinh sản khi cả mũi bố và mũi mẹ đều nhiễm cái Wolbachia. Và để tránh điều này thì các nhà nghiên cứu từ cái phòng thí nghiệm này người ta sử dụng một cái hệ thống vi tính dựa trên cái um, gọi là cái công nghệ AI gọi là máy phân loại giới tính cung quăng để mà cách ly những cái con mũi cái khỏi mũi đực trước khi mà con đực nó nhiễm vi khuẩn và được thả ra. Và hiện nay thì cái cơ sở này nó sản xuất lượng mũi khổng lồ nhờ tự động hóa và như chúng ta cũng đã biết thì singapore không phải là một cái đất nước mà duy nhất tìm cách đối phó với cái việc mà lây nhiễm uh, bằng cách là thả hàng triệu con mũi vằn trong những năm qua, Hoa Kỳ chúng ta cũng đang thực hiện những cái công tác đó và các công ty công nghệ sinh học OCT cũng đang lên kế hoạch thả hàng trăm triệu con mũi biến đổi gen ở Florida, Hoa Kỳ chúng ta để thử nghiệm cho phương pháp kiểm soát những cái vật gây hại mới này từ những cái loài mũi vằn nó có thể gây hại cho sức khỏe của con người bằng cách là nó truyền những cái căn bệnh giống như là sốt xuất huyết Zika những cái căn bệnh mà nó rất là gọi là có hại đến hiện nay thì sốt xuất số huyết vẫn chưa có cái vaccine để ngừa wow. và vẫn chữa theo một cái phương pháp gọi là uh, gọi là cung cấp những cái loại thuốc để mà ngăn ngừa sốt và ngăn chống đông máu thôi. Thành ra chúng ta cũng nên cẩn thận và cần những cái bước tiến khoa học này để mà giúp cho uh, con người chúng ta sống một cách an toàn hơn trước những cái loại mũi này. Cảm ơn Thái và quý vị cũng nhớ cẩn thận về mũi ở bên Mỹ mình thì ít hơn nhưng mà ở bên châu Á ở nước như là Việt Nam đồ mũi cán tối đi ngủ là còn phải bảo mồm. và thưa quý vị không thôi mũi cán nên cẩn thận. Và thưa quý vị, nhắc tới Disneyland là một trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, trên trái đất của chúng ta. Thì khi là mình còn con nít hoặc là kể cả người lớn nữa cũng mê đi đến đó. Nhưng mà như, Nhi Huyền với Lê Thái đi đến đó thì để nói mà đi mỗi ngày tới đó thì cũng hơi bị chán phải không Lê Thái? Lâu lâu đi một lần thì cũng rất là vui và nhất là những đứa trẻ em, trẻ em như là con nít của chúng ta, con chúng ta cũng đến nhưng mà khi nó lớn rồi thì nó cũng không có còn attract được. Ti con nít thích những trò chơi khác nhưng cái người đàn ông này ở trên màn hình quý vị thấy tên của ông ta đó là Chadress đang ride cái um, cái ride này với là một trong những uh, girlfriend của ông ta thì đã, đã lập kỷ lục Guinness thế giới là ghé thăm công viên Disneyland ở Anaheim 2995 lần liên tiếp, tức là ông ta đi mỗi ngày, tức là 8 năm 3 tháng 13 ngày. Đây là ông ta giữ được cái kỷ lục đầu tiên. Đầu tiên là ông ta chỉ đi chơi thôi. Ông ta bị lay off vào năm 2012 thì ông ta có cái pass horror có nghĩa là có cái vé mà hàng năm đi vô trong Disneyland. Thì từ đó ông ta cho 50 năm thì ông ta cứ tiếp tục đi mỗi ngày như vậy Đầu tiên là ông ta chỉ đi mỗi ngày trong vòng 1 năm mà thôi Nhưng mà sau đó vì mê quá ngày nào cũng đi cho tới 8 năm 3 tháng 13 ngày thưa quý vị những người hâm mộ cuồng à, cuồng nhiệt của Disneyland đã đến thăm công viên giải trí Anaheim hàng ngày tức là ông người đàn ông này thì ông ta đã đi tới đó và đây là cái tấm hình ông ta Chập ở trước castle Của Disneyland Và ông ta đi mỗi ngày như vậy rất là nhiều Và ông ta cũng rất là lớn Cái người lớn tuổi rồi mà còn mê nữa Có những người mà người Mỹ họ lớn lên từ đây Họ rất mê Disneyland thưa quý vị Và khi mà ông ta đi bây giờ ông ta trở thành là celebrity của Disneyland thì mỗi lần đi vô như vậy là ông ta được ăn free dinner và được một cái gift basket trong đó có đủ loại hết ông ta không có kể ra chi tiết là gì rồi sau đó có những lúc được đi free pass đi vô trong những cái trò chơi nữa thì bởi vì ông ta đi quá nhiều mà trở thành nổi tiếng những cái người nổi tiếng ở Disneyland và báo chí Association Press CNN tới để phỏng vấn của anh ta tại vì chưa có ai mà đi vô Disneyland mỗi ngày mà nhiều như vậy như người đàn ông này như quý vị cũng thấy ở trên màn hình đây là một người đàn ông ở đó ông ta không có tiết lộ tuổi của ông ta ra nhưng mà ông ta đi vô đó rất là nhiều lần rồi và hiện tại đây là những cái bức hình ông ta chụp ở trước Disneyland cho tất cả quý vị xem và tất cả hàng hàng bao nhiêu tờ báo lên đến để phỏng vấn cái lý do tại sao mà ông ta đi như vậy thì ông ta nói rằng là ông ta 2012 bị lay off chót tính đi chơi thôi nhưng mà cuối cùng đi vô đó mê quá ngày nào cũng đi hết mà đi không biết chán là gì cho tới bây giờ luôn và anh ta cũng sẽ tiếp tục đi nữa <laughs> nếu như mà chúng ta mua một cái vé đi Disneyland thôi quý vị à, em nghĩ rằng à, đối với những cái đứa trẻ nhỏ giống như con nhà em á khoảng năm sáu ừ. tuổi thì nó chưa cái cảm nhận được cái độ vui của và chúng ta sử dụng một cái vé như vậy thì nó quá phí quá ổn yeah. khi mà bé được lớn lên khoảng em nghĩ là từ 10 tuổi trở lên thì có thể mà sử dụng được những cái trò những cái trò chơi ở trong đó thì nó sẽ vui hơn ừ. hoặc là những cái tuổi giống như là teenager hoặc là ở cái lứa tuổi mà chị em mình đó thì chúng ta vô chơi những cái trò chơi như vậy đó, thì nó sẽ gọi là không ổn phí cái vé cái vé Disneyland bây giờ lên đến hai trăm mấy một vé rồi đâu có quá rẻ mắc đâu luôn. kể cả quá cái pass cái cái holding pass, tức là là cái vé hàng năm đây cái vé ha, hàng năm, càng quá mắc hơn nữa. nó mua một cái vé năm chưa chắc chúng ta đã xài hết một năm chúng ta đi được mấy lần nhưng mà cái ông này thì bảo đảm với chị đẹp. luôn là bảo đảm đi coi như là Disneyland lỗ luôn chứ không nào đâu bằng cách là cung cấp quá nhiều tiền cho Disneyland thật ra là người ta cho lại những cái những cái gọi là những cái promotion rất là tốt ha free bus rồi tầm lum đồ ăn thức uống này nữa rất là vui thưa quý vị à, kết thúc quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần như hiện và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo một số thông tin thư bài bảo trợ cho đây